Kênh Nhà Nông miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, giá phân bón mới nhất ngày 26 tháng 10 năm 2021 tiếp tục vẫn ở mức cao. Những ngày qua ở nhiều địa phương xảy ra tình trạng khan hiếm cục bộ một số loại phân bón khiến giá bán sản phẩm tăng cao. Theo các chuyên gia nông nghiệp, nếu giá phân bón không giảm, tức đứng với mức như hiện nay, thì hiệu quả trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long trong vụ đông xuân 2021-2022 sẽ chứa nhiều nguy cơ thua lỗ. Ở khu vực Tây Nam Bộ, phân UJ, Cà Mau và Phú Mỹ bằng giá 820.000 đến 880.000 đồng, Ninh Bình 810 đến 860.000 đồng, Trung Quốc 820.000 đến 890.000 đồng, DAB Hồng Hà 1.200.000 đến 1.300.000 đồng, Đình Vũ 930.000 đến 980.000 đồng, Philippines 1.050.000 đến 1.100.000 đồng, Hàn Quốc 1.180.000 đến 1.280.000 đồng. Phân kali miễn Cà Mau và Phú Mỹ bằng giá từ 800.000 đến 830.000 đồng, ba con cò 800.000 đến 850.000 đồng, Canada 800 đến 840.000 đồng, NPK 16-168 Cà Mau và Phú Mỹ cũng bằng giá từ 640.000 đến 690.000 đồng, Việt Nhật 710.000 đến 740.000 đồng, NPK 20-20-15 ba con cò 870.000 đến 900.000 đồng, Bình Điền 860.000 đến 900.000 đồng, NPK 20-20-15 TE Bình Điền 920.000 đến 960.000 đồng, phân lân Spe Lân Long Thành 220.000 đến 240.000 đồng. Ở khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, phân UJ Cà Mau 800.000 đến 840.000 đồng, Phú Mỹ 810 đến 850.000 đồng, NPK 20-20-15 TE Bình Điền 900.000 đến 950.000 đồng, NPK 20-20-15 Bình Điền 870.000 đến 890.000 đồng, phân lân Văn Điển 230.000 đến 250.000 đồng, NPK 16-168 Cà Mau 840 đến 870.000 đồng, Phú Mỹ là 850 đến 880.000 đồng nha bà con. Phân kali miễn Cà Mau là 750.000 đến 810.000 đồng, Phú Mỹ 760 đến 820.000 đồng. Bà con lưu ý giá này là giá tham khảo trên mỗi bao 50 kg, sẽ còn có sự chênh lệch tùy theo mức độ hút hàng ở mỗi địa phương, tùy theo đoạn đường vận chuyển xa hay gần, dễ hay khó. Và kênh Nhà Nông miền Tây cũng xin được cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific Lighting đã đồng hành cùng với kênh Nhà Nông miền Tây để tài trợ các chương trình của kênh, đem đến những cái nội dung hữu ích cho quý bà con nông dân. Hiện tại Asia Pacific Lighting có nhiều chính sách hỗ trợ ưu đãi đặc biệt cho quý bà con muốn làm đại lý. Cho nên bà con có nhu cầu làm đại lý hoặc là muốn mua các loại đèn LED bao gồm cả đèn Thanh Long thì bà con có thể liên hệ với thông tin của thương hiệu đèn LED Asia Pacific có ở trên màn hình nha bà con. Đó, và cũng cảm ơn bà con đã luôn ủng hộ kênh Nhà Nông miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh Nhà Nông miền Tây nha. Xin cảm ơn và xin kính chào.